công bố rồi. Ừ. Bán từ 8 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Ok. Đó. Trực diện chỗ đó là có công an quận 8 và trực diện đối diện chỗ đó là công an quận 8 và trực diện chỗ đó là trường trung học cơ sở Chánh Hưng. Trung học cơ sở Chánh Hưng nha mọi người. Và ngày mai đúng 8 giờ sáng thì các thiên sẽ mở bán giống như cà phê, những cái thành phần nước nôi và kèm theo đó là có bán cơm trái nè, rồi khô gà nè và kèm theo là bánh tráng trộn. Nhưng mà ta bánh tráng trộn chắc cũng tầm 1 giờ các thêm mới bán không? Tầm 1 giờ các thêm mới bán bánh tráng trộn. Còn buổi sáng thì chỉ bán những cái món ăn vặt là giống như bánh tráng đủ loại, bánh tráng sa tế, bánh tráng me, bánh tráng bơ, tỏi, dù là dân. Thì mong mọi người đến ủng hộ dùm cho các thi cũng như là chia sẻ những tinh thần minh thương. Ok, Lý Văn Khiêm em, trời lâu quá không thấy em ha. Em Khiêm á, lâu quá không thấy em. Hello chị các thi, mọi người chia sẻ bên kênh YouTube dùm cho, bên Facebook dùm cho các thi Hoàng Kim. Ai chia sẻ thì mọi người chia sẻ lên 2k rưỡi, 4k, 5k gì đi các thi, cởi cho mọi người coi cái này. Vui lắm nha, cho mọi người coi cái cù lặn nha. Cù lặn của Giáng Tiên, coi không? Giống như trái bắp Mỹ. Địa chỉ 1112 Phạm Thế Hiển, quận 8, phường 5 nha, mọi người lưu ý nha. Đó, ngày mai là cái địa chỉ nằm đó, mọi người ghé qua ủng hộ dùm cho các thi. Chị Giáng Tiên ơi, Giáng Tiên, người ta hỏi thăm chị nè, qua đây. Cái vụ gì mà gầu quá vậy chị? Không sao đâu, trời thương chị em mình mà chị. Đói thì đói chung cái gì đâu chị. Đó, lên đây nè, đây. Nhìn chú Giáng Tiên nè. Đây sẽ để xoay qua chú Giáng Tiên cho mọi người coi nha. Má! Má à, hết hồn. Chị. Đó, mọi người chia sẻ giùm cho chú Giáng Tiên đi, chú Giáng Tiên đi mọi người. Cách đây mấy hôm em có qua mua, không thấy má ơi, không thấy má ơi. Rồi mọi người chia sẻ giùm cho các thi với lại chị Giáng Tiên đi, tuần nghiệp bữa nay mưa quá mà chị thiếu nợ Hải Phòng 40 nay rồi, một ngày góp 1 triệu bạc mà chưa có đủ tiền góp. Mọi người ủng hộ đi, thật sự nó thật sự mọi người biết không, thiếu nợ mà Hải Phòng là không phải chị Giáng Tiên muốn thiếu đâu, tại vì chị Giáng Tiên lỡ dướng vô chè rượu với đánh đề á. Má nhỏ thì tôi đâu chê môn đó. Chị chê môn gì nè? Cảm ơn em. Rồi mọi người chia sẻ giùm cho kênh YouTube mà nói chuyện với các khán giả chị. Xin chào các em nha. Thôi chị có người 56 tuổi đó chị. Đâu? Chỗ có người 56 cô đó kia 56 tuổi chị chào các em. Chị hổn quá. Xin chào cô bác anh chị các em. Đó, cái câu nói đó. Rồi nói nữa đi chị, hết rồi hả? Tao nói chuyện em đó, chuyện chế đâu. Ôi trời trời, người ta kêu Giáng Tiên quá trời mà chứ nói chuyện gì kỳ vậy chị. Nè, chú Giáng Tiên BD nè. Nói rõ ràng rồi đúng chưa? Đó. Ai BD? Bà la bà mới BD đó má. Bà im, người ta tưởng bà là chú cụi rồi. Đừng có la nữa chị. Chị là con gái nha. 1k rồi. Ok, trời đút cái mặt chị vô tuột view. Mọi người chia sẻ bên kênh YouTube và bên Facebook dùm các thi mọi người ơi. Rồi. Cho mặt gì ngay. Chi nhánh ở đâu kìa chị? Chi nhánh ở đâu? Chi nhánh hai, chi nhánh một ở đâu của bánh tráng trộn Diva là 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 nha mọi người nha. Đó. Còn môi nói chung là như vậy nè. Các thi sẽ bán trong khung giờ là từ 8 giờ cho tới 2 giờ khuya, nhưng mà 3 giờ là các thi chạy qua bên đây các thi bán. Tại vì các thi vẫn còn thuê nhà ở đây cho nên các thi phải chạy qua các thi bán. Đó, bán xong xuôi rồi các thi chạy về địa điểm cũ phục vụ cho những em mà làm về quan khuya á. Thì mấy em vẫn có thể là dùng được bánh tráng của các thi tại địa điểm đó. Mong mọi người theo dõi và ủng hộ dùm cho bánh tráng trộn Diva nha. Đúng không chị Giáng Tiên? Xin ủng hộ cho em gái mình nha. Ủa địa chỉ mấy vậy má? 1112A. 1112A. Dài dữ vậy? Trong hẻm hả? Hả? Mặt tiền lộ mà. Mặt tiền lộ luôn á. Gần đâu? Gần chỗ mình không ăn bò kho không? Không, qua chỗ ăn bò kho tí xíu. Như ý nó đi học mà nó chưa có gì à nè. Lấy 10 ly bắp nướng, không lấy bắp. Em ăn cái giống ly, em ăn ly không hả? Có ăn ly không á. Em chỉ cần ăn mỡ hành thôi. Rồi, ok mọi người chia sẻ giùm cho chú Dứng. Chú Giáng Tiên ơi, giặt tóc chưa? Chị Thi cho em hỏi, đầu chú Giáng Tiên có bị ghẻ không? Tóc làm gì có ghẻ?
À, ngồi xích ra, ngồi xích vô, xích vô, xích vô mọi người, xích vô. Vô chưa rồi? Mưa, mưa. Rồi, vô gì? Rồi, rồi. Anh lại đây đưa tiền giùm các thi không? Rồi, hai bịch 14 anh. Ê, 140, 140. Nào muốn ra lời á. Ừ, ok, quên tiền hoài rồi. Cô gái. Đó, mọi người đưa tiền trước giùm em nha. 5 phần, ok. Các thi đó mày là 50. Em béo vàng. Rồi, 6 bịch của em là 180. À, 180, 200. Ba trăm, ok, hợp lệ. Rồi tới em gái, gái ơi. Bốn phần. Ui thiệt, nhưng mà lắm lúc mọi người ngồi xếp hàng dài quá, tự nhiên khách ta muốn mua, ta ngồi muốn miệng ngoài kia, ta bị mưa, tội nghiệp người ta, nghe không? Rồi ok, đây, của em là, em đã đưa chị Nhi, chị quên mẹ rồi. 200, phải không? 200. Ờ, em muốn mấy phần? Ok em, 4 phần. Đây, hợp lệ đúng không? Cảm ơn em. Đó. Rồi, mọi người chia sẻ bên kênh nha. Live stream của các thi đi mọi người. Các thi chia sẻ nè. Đó. 3 phần của em 10.000 đây. Ok, cảm ơn em. 4 phần. 4 phần của em 120. Thôi là 30. Ok em. Ok, cảm ơn em. Đó. Đó, cứ đứng xếp hàng lấy giùm các thi. Đó, mọi người biết không? Địa điểm mới cũng rất là dễ tìm mọi người. Từ địa điểm cũ băng qua cầu Cà Nông đâm thẳng hoài. Khoảng chưa được cây số. Ê không, chưa được cây số. Chưa được cây số là mọi người sẽ thấy nhìn bên tay phải. Có địa chỉ là 1112A Phạm Thế Hiển. Mọi người cứ việc đến địa chỉ đó rồi mọi người ủng hộ giùm cho chúng em. Không, chỗ đó chúng em sẽ cố gắng bán tất cả các thi đầu tư máy giặt tóc nên thiếu nợ Hải Phòng. Ok. Mấy phần? Sao em nói 6 phần? Em nói 6 phần á. Ừ, chị nghe rất là kỹ, nghe nói là 6 phần. Ok, không sao đâu. Bây giờ chị đưa tiền lại cho em. 4 phần rồi, nè 80. Đủ không? Kiểm tra lại giùm cho chị nha. Đó. Trời ơi là trời, hết xoài. Rồi bị dí. Chạy vô kêu hói xoài, khi đưa bánh trước cho anh ta đi rồi mình đưa xoài sau từ từ. Sài Gòn mấy bữa nay mưa hoài à, mưa dập dìu dập dìu dập dìu hoài. Cứ đưa trước nói ta hẹn xài sao. Rồi. Đó, mong mọi người chia sẻ giùm cho các thi à, bên live stream giùm cho các thi nha. Đây, cái hoàn cảnh nè. Đó, mọi người thấy nhìn từ xa xa, mọi người sẽ thấy bên đó là cái quan hàng. Cái gian hàng mà bán đồ ăn chua này kia nọ, tất cả các gian hàng mì hến nè, hàu nướng nè, súp cua vân vân vậy vân vân, đủ thứ loại để phục vụ cho mọi người. Thì mong mọi người ủng hộ cũng như là chia sẻ trên tình thương mến thương để cho tụi em phục vụ cho mọi người ha. Đó, mấy em nhớ địa chỉ mới nha. Đó, hôm nào mà mấy em đã mua ở đây rồi, mấy em mà muốn ủng hộ nữa thì mấy em làm biến xếp hàng á, mấy em qua bển. Nhưng mà chắc qua bển cũng sau 1 giờ mới có, tại vì bánh tráng đây làm là đưa qua. Ừ, sẽ cố gắng. Đó, cái đó chỉ là phục vụ thêm cho mọi người. Mong người chia sẻ bảo hoài chị ơi. Ừ, mấy bữa nay mưa nè, cho nên ai cũng chết luôn á, chứ không phải ghi các thi đâu. Mưa quá trời mưa luôn, gầu dễ sợ á, khổ tâm. À, chưa khai trương đâu, nhưng mà sẽ bán trước là những cái đồ ăn lặt vặt trước để phục vụ cho mọi người. Thì mong mọi người đến đó ủng hộ giùm cho các thi nha. Có thể ông cũng như có thể là bán hột dứa, hột me, luôn hột cái gì quên mẹ rồi, hột dưa nè. Ờ quên, hột dưa, hột hướng dương, ví dụ ăn những món ăn vặt ngồi gắn như chơi uống nước chơi vậy đó thì được. Ok, mong mọi người đến đây ủng hộ giùm cho các thi ha, chia sẻ giùm cho các thi. Không, mai thì chưa khai trương mà mai chỉ bán trước thôi. Em muốn em lấy một cái cam khác không, em muốn không? Mai thì các thi chưa có khai trương đó. Nhiều khi chị bệnh sao, nhiều khi chị bị bệnh thì sao, cái em muốn vô vậy, em muốn chung vậy, cái 11 cái tự nhiên con virus á, vậy tại bây giờ nó nằm trong tình hình còn dịch nó chưa có ổn như mấy đó, cho nên mọi người phải tự bảo vệ sức khỏe riêng của mọi người, thấy không? Mình đi ra đường chỗ có bịt khẩu trang, tôi nói thiệt, tôi nói mọi người á, tôi đến đám đông á tôi cũng bịt khẩu trang nè, nhưng mà thật sự mình không biết,
Ok em. Ok em, cảm ơn em. Rồi à, chủ tên Cát Thi hả chú? Ok. Rồi thấy em hôn chị thấy mà. Ok mọi người chia sẻ giùm Cát Thi. Rồi tới em đầu tiên cho Cát Thi xin tiền ha. Rồi 6 vườn của em 180. Đó. Cái áo khoác này mới nè, khoác màu hồng. Cát Thi có nhiều áo khoác màu hồng lắm á. Ok. Đó, Cát Thi gửi đây.